U22 Việt Nam rèn chiến thuật, tổng duyệt trước trận gặp U22 Kyrgyzstan. Tối 16 tháng 10, U22 Việt Nam đã có buổi luyện quân ngay tại sân tập thuộc tổ hợp thể thao NAS Sport Complex. Tại buổi tập này, các cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo rèn giũa lối chơi trong cả tấn công và phòng ngự, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với U23 Kyrgyzstan diễn ra vào 21 giờ ngày hôm nay. Nhằm phục vụ công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội tuyển, trận đấu không giới hạn số lượng cầu thủ vào sân thay thế trong tối đa 3 lần được quyền thay người khi trận đấu đang diễn ra và tại một lần tại thời điểm nghỉ giữa trận. Do liên quan đến công tác kiểm soát dịch Covid-19, trận đấu không mở cửa đón khán giả. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng để hướng dẫn các học trò về cách di chuyển chiến thuật, cách tổ chức tấn công và hỗ trợ, bọc lót cho nhau trong phòng ngự. Sự linh hoạt và cân bằng trong lối chơi là yêu cầu đặt ra đối với các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng với tinh thần tập trung cao độ nhằm thực hành nhuần nhuyễn ý tưởng của chiến lược gia Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn, tiền đạo Trần Bảo Toàn cho biết, tại buổi tập vừa qua, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã dụng công chỉnh sửa rất nhiều cho các cầu thủ về cách di chuyển để nhận bóng từ tuyến dưới và phối hợp khi dâng lên tấn công và khi lui về phòng ngự. Toàn đội đang cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á năm 2022. Lời khai của thầy cúng hạ độc người phụ nữ bằng lá ngón. Chiều 16 tháng 10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã tạm giữ Triệu Vạn Phúc, 40 tuổi, trú huyện Tam Đường, Lai Châu để điều tra các hành vi giết người, cướp tài sản và xem xét xử lý một số hành vi khác. Theo điều tra, trưa 11 tháng 10, người thân phát hiện bà Nải 49 tuổi tử vong bất thường trong khu rừng tái sinh ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Sau khi giám định, Viện Pháp y Quốc gia đã xác định nạn nhân chết do ngộ độc lá ngón. Người nhà bà Nải cho biết trước khi chết, người phụ nữ vay mượn tiền và vàng, bạc, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng để mang đi làm lễ cúng. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy số tài sản này tại hiện trường. Từ các chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Lai Châu nhận định bà Nải bị sát hại và cướp tài sản. Ngay sau đó, Ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an truy tìm nghi can. Một ngày sau khi xảy ra trọng án, cơ quan chức năng đưa Triệu Vạn Phúc vào diện tình nghi. Ông ta nằm trong số những thầy cúng thuộc diện rà soát tại địa phương, thường đi làm lễ cúng ở huyện Sìn Hồ. Trước khi bị tạm giữ, người này có nhiều biểu hiện bất thường. Ngày 12 tháng 10, khi bị triệu tập, Phúc nói không ở gần hiện trường khi án mạng xảy ra. Ông ta cũng đưa ra các chứng cứ cho rằng bản thân không liên quan đến vụ án. Theo Công an tỉnh Lai Châu, sau nhiều giờ làm việc với cảnh sát, Triệu Vạn Phúc thừa nhận sát hại bà Nải để cướp tài sản. Lời khai của nghi phạm cho thấy đầu tháng 10, biết bà Nải tìm thấy cúng, Phúc đề nghị nạn nhân chuẩn bị 12 kg bạc, gần 4 gram vàng, 36 triệu đồng và nhiều đồ lễ khác. Ngày 6 tháng 10, bà Nải đưa cho Phúc 22 triệu và thông báo đã chuẩn bị xong đồ lễ theo yêu cầu. Sau đó, nghi phạm nấu nước lá ngón và cho vào chai nhựa. 4 ngày sau, Phúc hẹn gặp nạn nhân đến khu rừng tái sinh. Quá trình làm lễ, nghi phạm dụ bà Nải uống chai nước khiến nạn nhân tử vong. Từ lời khai của Phúc, ban chuyên án đã thu giữ vật chứng vụ án được giấu trong vườn chè. Hồi xưa hiện tại là bên em là nhà hàng, xong rồi sau này dịch bệnh thì do là mình bắt buộc là phải đóng cửa để giãn cách xã hội á, thì bên em chuyển đổi mô hình cung cấp lương thực thực phẩm. Thì bên em bán rau, củ quả, thịt cá, bán tạm thời, chờ có quy định mới thay đổi gì á thì tính tiếp. Nói chung là bây giờ là làm ngày nào tính ngày đó chứ cũng chưa có kế hoạch lâu dài. Ai cũng bị ảnh hưởng hết nên là thay đổi để thích nghi với dịch thôi, chứ nếu mà thật sự mà kinh doanh mà ở Bùi Viện này mà bán rau thì sao mà tồn tại được, làm sao mà có khả năng chi trả mặt bằng được, chỉ là tạm thời thôi. Mà thật sự là doanh thu nó đâu có nhiều, tất cả ở đây đều thuê hết, mình hợp đồng nhiều năm lâu dài với lại chủ nhà, thật sự người ta cũng thông cảm là dịch bệnh thì người ta đâu có lấy tiền mình đâu, chỉ có mình giống như mình mở ra bán thì giống như mình duy trì để cho là duy trì là công ăn việc làm cho nhân viên, người cũng cung cấp thực phẩm cho nhân viên, đâu có đi làm hết đâu. Giả sử 100 nhân viên thì sẽ thay phiên nhau làm gì đó, người làm 3 ngày, người làm 4 ngày gì đó. Thí sinh rap Việt khiến dàn huấn luyện viên phải bật ra khỏi ghế. Cytran sinh năm 1995 được biết tới qua các bản rap Baby I'm Wrong hay Slow Down. 2 năm trước, nam rapper cùng Obito và Davis đã ra mắt Simple Love. Đến nay, Simple Love thu hút hơn 80 triệu view và là sản phẩm thành công nhất của Cytran. Thành viên OTD mang tiết mục cảm nhận, sáng tác trên tinh thần của bài hát gốc là suy nghĩ trong anh lên sân khấu Rap Việt mùa 2. Cytran đã chinh phục cả 4 huấn luyện viên, sau đó trừ Wu Wei, phần còn lại đồng loạt tung nón vàng để tước quyền giám khảo. Rapper sinh năm 1995 đã nắm lấy quyền tự quyết và chọn về đội của Karik. Remastic và Karik đã quyết định bấm nút khi tiết mục đến phần điệp khúc. Còn đến phần điệp khúc thứ hai, 4 huấn luyện viên đã bật khỏi ghế để tận hưởng âm nhạc của Cytran. Đây là tiết mục gây bùng nổ và được hưởng ứng nhất trong dàn thí sinh xuất hiện ở tập 1 vòng chinh phục. Cytran đã mang tới Rap Việt mùa 2 bản rap pha rock. Nam rapper D-Flow chắc chắn, nhanh, nhà chữ dứt khoát. Delivery của Cytran cũng khá biến hóa. Sự bùng nổ của tiết mục này nằm ở phần điệp khúc, khi nam rapper được hỗ trợ từ bản phối vô cùng chất lượng. Giám khảo Just Tati đã gọi tiết mục cảm nhận này là liều thuốc làm con tim đập loạn xạ. Huấn luyện viên LK cũng nhận xét, anh từng nghe qua về nhiều sản phẩm của em, đây chính là minh chứng cho thấy Cytran luôn tìm cách đổi mới âm nhạc, em rất thành công khi làm thể loại này. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý đón tuổi 48 trong bệnh viện. Diễn viên Doãn Quốc Đam, Mạnh Hưng, Minh Tít và các đồng nghiệp khác đã chuẩn bị bánh kem lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm của nghệ sĩ Công Lý. MC Thảo Vân và con trai cũng có mặt trong ngày đặc biệt của nam nghệ sĩ. Thảo Vân nhắn nhủ, mong mọi điều tốt lành đến với bố Tít, tuổi mới bình an nhé bố Tít, khỏe nhanh nào còn về tập táo quân. Sau gần 3 tháng điều trị, sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã phục hồi và tiến triển tốt. Bà xã Ngọc Hà là người đã túc trực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chăm sóc anh. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhập viện vào cuối tháng 7. Theo chia sẻ từ người thân, anh bị trượt chân ngã tại nhà. Quản lý của nghệ sĩ nhân dân Công Lý khi ấy phủ nhận thông tin anh nhập viện vì đột quỵ hoặc liên quan đến rượu bia. Gia đình cho biết đó là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý sinh năm 1973, hiện là phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhiều năm qua, khán giả đã yêu thích diễn xuất của Công Lý qua vai Bắc Đầu trong chương trình Táo Quân. Gần đây, nghệ sĩ cũng thường xuyên tham gia một số phim truyền hình được chú ý như Mê Cung, Hướng Dương Ngược Nắng hay Hương Vị Tình Thân. Nhân vật ông bố tên Tuấn ở Hương Vị Tình Thân không phải vai dài hơi, song vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Công Lý diễn xuất xúc động ở các phân cảnh thể hiện tình cảm gia đình và cha con với Phương Oanh. Ngoài tham gia diễn xuất, nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng đảm nhận vai trò phó đạo diễn ở một số dự án. Nhiều lớp diễn viên trẻ được học hỏi kinh nghiệm khi làm việc cùng anh. Người đàn ông có chiếc mũi dài nhất thế giới. Ông Mehmet Ogurek, người Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là có chiếc mũi dài nhất thế giới. Cùng với tai, mũi là một trong số ít bộ phận cơ thể tiếp tục phát triển khi chúng ta già đi. Vì vậy, có khả năng 11 năm sau, ông Mehmet cũng sẽ có một chiếc mũi lớn và dài hơn hiện tại. Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ làm thế nào nếu một bộ phận trên cơ thể khiến bạn phải phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới chưa? Bạn có thể đã quen với phần cơ thể nhỏ xinh của mình. Nhưng với một số người, nó có thể là cảnh tượng bất thường, khác thường không phải có nghĩa là xấu hổ mà có nghĩa là duy nhất. Đó chính là điều xảy ra với Mehmet. Một ngày, ông nhận ra chiếc mũi của mình dài hơn mọi người rất nhiều. Năm 2011, ông đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới và có màn đỡ mũi trên TV. Trong một chương trình truyền hình của Italia có tên là chương trình kỷ lục, các chuyên gia đã đo kích thước chiếc mũi khổng lồ này. Trong số 8,8 cm, tương đương với 3,46 inch, đã khiến nhiều người phải kinh ngạc. Trước đó, danh hiệu chiếc mũi dài nhất thế giới đã thuộc về người đàn ông có tên là Thomas, một nghệ sĩ biểu diễn xiếc đến từ miền Bắc nước Anh, sống vào thế kỷ 18. Việc sở hữu chiếc mũi kỳ lạ này khiến danh tiếng của ông còn được lưu đến bây giờ. Mũi của Thomas dài tới 19 cm, tương đương với 7,5 inch. Thomas đã qua đời ở độ tuổi 50 hoặc 52, thế nhưng chiếc mũi của ông vẫn nổi tiếng cho đến ngày nay.